nhài cây góp góp anh em ơi. Cây này thì cây Kubota 105. Bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kênh Dũng miền Tây của mình ha. Cây 100 này đời 2021 anh em ơi. Có cái tabu màu, cậu tabu màu trắng trắng đẹp à. Đây 2021 anh em. Bữa nay ở đây cũng mới mở đồng luôn anh em ạ. Mới mở đồng mới nè. Ở đây thì ở xã Lương Phi, huyện Chi Tôn, An Giang. Đậu này lúa sập. Đời 2021, máy này mua ở bên nước bạn. Máy này chạy cái hơi quá im. Ở đây thì đồng này mới mở còn bao la lúa luôn anh em à. Xa xa bên kia cũng có máy cắt ở đầu trên nha. Xa xa bên kia cũng có mấy cây 70 blade. Xa bư nó thì 3.600 vòng trên 1 phút anh em. Hàm thì 3m2, lọt lòng còn lại 2m7. Đây 2021. Còn nguyên một cánh đồng luôn anh em ơi, lúa còn nhiều lắm. Bữa nay một mình một ngựa đang sải ở cái đoạn này nè, còn đoạn trong thì có mấy cây 70. Đời 2021 máy này còn cứng lắm đó nè. Bập lúa sập. Nhìn. Cái đoạn này có lúa sập, lúa đứng anh em ạ. Mới mở đồng không có mồi bén anh em à. Còn mấy miếng cuối mồi bén dữ lắm. Máy này chạy thì cắt lúa rất là đẹp nha anh em. Ở vùng quê mình ở đây thì lúc này thì đang thu hoạch lúa này là lúa OM18 anh em ơi. Lúc này thì đội hình xe kéo đang xuống gom lúa anh em ơi. Xe này thì của Úc Linh, xe này lớn lắm nghe nè. Đây để chữ Úc Linh nè. Xe này bự dài lắm. Còn cây 100 đang đi vô anh em ơi.
máy này cắt lúa quá đẹp. Xe kéo trao đổi với đang trao đổi rồi lụm nữa anh em ơi, trao đổi một số vấn đề nhỏ. Rồi chuẩn bị xuất bến để gom lúa. Dù số không ăn hay gì trời. Lộn số. Tài kiểm tra mấy cái bánh lăn anh em ơi. Tài cho 100 ăn lúc hàm luôn anh em. Múc lúc gạo luôn. Tài xe kéo đang kiểm tra mấy cái bánh lăn anh em ơi. Ra đồng phải kiểm tra cho ngon lành. Cho ngon lành là kéo lúa nó mới chất lượng. Cái này tăng hay gì trời? Cái này tăng dây sên hả? Cái này tăng dây sên cho nó thẳng ra anh em ơi. Cái này hơi dùng ha. Tăng cho nó thẳng cho nó ngon lành đó. Xe này bự mà dài lắm anh em ơi, coi nè, cái mâm ở ngoài sao hết hồn bự ha. Cái này 4T98 anh em ơi, máy này lớn lắm. Úc Linh. Có để số điện thoại nữa nè, anh em là cần đóng xe kéo lớn như vậy thì liên hệ số điện thoại ha. 0919 7615 04. Còn cái 100 đang đi xuống anh em à. Máy chạy quá im. Máy này bà một ngày 7-80 công là bình thường anh em ơi. Rồi cái 100 hiện tại đang kéo vô anh em ơi. Còn xe kéo cũng đang đi về sau luôn nè. Thì tiếp theo xe kéo đang đi vô luôn anh em ơi. Xe khủng khiếp, xe bự.